Tập 9. Cậu có thấy anh ta rất giống một người hay không? Ai vậy? Thần Thế Kiệt. Anh Kiệt sao? Anh Kiệt có thể sánh được với Phong tiên sinh sao chứ? Một người trên trời, một người dưới đất. Cô Hầu à, cô Hầu, mau tới nhận đi. Một lớn một nhỏ mỗi người một phần, khoa của chúng ta cũng keo kiệt thật. Như vậy chẳng thà phát tiền thưởng Tết còn hơn. Nhưng mà cũng được, đằng nào ngày mai tôi cũng qua nhà mẹ, đỡ phải mua quà. Hai phần phải không? Phải hai phần. Cô Hầu à, lần trước cô nói mẹ cô uống nhầm thuốc hạ đường huyết, bây giờ thế nào rồi? Đưa tới bệnh viện truyền gluco là không sao rồi, chắc là do đường huyết tụt xuống nhanh quá mới chóng mặt thôi. Bây giờ đã không sao nữa, các phản ứng xấu khác cũng không có chứ? Hình như là không có, nhưng mà huyết áp của bà ấy hiện giờ vẫn thấp hơn trước đó một chút. Cảm ơn cô nhé cô Kha. Vậy mà cô còn nhớ, vậy là tốt. Cô à, cô cần loại thuốc nào? Có thuốc hạ huyết áp không? Có, ở bên này. Cô xem loại thuốc hạ huyết áp này đi. Cảm ơn anh. Lão Kha, ăn cơm thôi. Lão Kha, Lão Kha à, Quánh Quánh, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Con dậy sớm nên muốn ăn cơm với mẹ. Muốn ăn cơm mẹ nấu sao? Vậy con mau qua đây, gọi ba của con qua đây ăn luôn nhé. Ăn sáng thôi mà cũng phải gọi tới mấy lần. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Alo, homestay phải không? Tôi muốn hỏi một chút về tình hình thuê nhà ở chỗ các anh. Tiếp tục như các nước tính toán, tháng 11, lượng xuất khẩu ra nước ngoài của nước ta tăng nhanh. So với tháng 10 thì đã tăng tới 2,2%, trong đó chỉ tính riêng nhập khẩu đã tăng lên 2,5 so với tháng trước. Nó đã phản ánh được phần nào về cải thiện nhu cầu trong nước. Các nước đồng minh châu Âu, phương Đông cũng như Mỹ đều đang nằm trong top 3 quan hệ mậu dịch của nước ta. Trong đó, giữa nước ta và đồng minh châu Âu cũng như phương Đông, tổng giá trị ngoại mậu đã lên tới 4,4 ngàn tỷ và 3,98 ngàn tỷ. Tỷ lệ gia tăng cũng lên tới 7,7% và 12,7% so với mậu dịch với Mỹ là 3,4 ngàn tỷ, thì thấp hơn 11%. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài thi cuối tháng. Chủ tịch, hôm nay chỉ có hai cuộc họp. 9 giờ sáng ở Liên đoàn Công Thương có một cuộc họp khởi nghiệp vô cùng quan trọng. 2 giờ chiều nội bộ tập đoàn còn một hội nghị. Tôi biết rồi. A Cương, tắt máy đi. Alo. Mẹ. Ba con sao rồi mẹ? Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Chỗ mẹ có kẹo không? Cho ba ăn một ít đi. Đừng để bị hạ đường huyết. Dạ được. Như trường ba, thu bằng các bạn giúp cô. Cô có việc gấp. Đó không phải chị Kha sao? Hỏi xem cô ấy đi đâu. Dạ được. Chị Kha, Phong tiên sinh hỏi chị đi đâu kìa. Tới bệnh viện số 3, nhanh lên. Lái xe đi. Mẹ, mẹ đừng lo, con sắp tới rồi. Anh có thể lái nhanh hơn một chút không? Được. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba của tôi bị ngất. Mẹ, thế nào rồi? Quánh Quánh à, mẹ cũng không biết bị làm sao nữa. Vẫn đang kiểm tra. Sáng nay khi con về nhà, ba con vẫn khỏe mạnh. Đến trưa ông ấy nói uống thuốc xong thì đi nằm một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì kêu chóng mặt. Mẹ bảo ông ấy nằm thêm một lát. Nhưng con nói thế nào ông ấy cũng đòi đứng dậy. Vậy thì đã ngất ra đó rồi. Mẹ à, mẹ, sẽ không có chuyện gì đâu. Ba nhất định không sao mà. Mẹ yên tâm đi được không? Thật không biết có chuyện gì nữa. Con mới vào kiểm tra cho chú rồi. Tình hình của chú bây giờ khá ổn định. Phong tiên sinh, anh đợi một lát. Để tôi giúp cho bà. Cảm ơn cậu. Bà đi từ từ nhé. Cảm ơn anh bạn trẻ. Từ từ thôi bà. Bà đang định đi đâu vậy? Tôi tới bệnh viện. Bà tự mình tới bệnh viện sao? Không có ai đi chung với bà sao?
Bọn trẻ bận hết cả rồi. Đi thẳng một đường nữa là sẽ tới thôi. Được rồi, từ từ. Bà đi cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu, tôi về trước đây. Tôi còn việc phải làm nữa. Bà đi từ từ thôi đấy. Được rồi. Bà ấy lớn tuổi như vậy mà đi khám bệnh chẳng ai đi cùng. Đám con cái thời nay toàn là một lũ súc sinh tán tận lương tâm mà. Phong tiên sinh, xin lỗi, tôi có hơi kích động một chút. Hình như anh từng nói anh là một cô nhi. Chuyện đó là sao vậy? Tôi cũng không biết suốt cuộc có được tính là cô nhi không. Lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc. Lúc đó tôi vẫn chưa nhớ được gì. Ba nuôi nói lúc ông ấy mới gặp tôi, trên cổ tôi có một cái kính chắn gió. Ba mẹ thì có lẽ là đang ở Nam Châu. Chỉ có người ấy manh mối, vẫn chưa tìm thấy à? Vẫn chưa. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là bọn họ vẫn rất khỏe mạnh, cũng không lớn tuổi lắm. Để sau khi tìm được bọn họ, tôi sẽ hiếu kính với họ sao? Lái xe đi. Không đợi nữa sao? Tôi sắp muộn cuộc họp đến nơi rồi. Dạ được. Cô xin lỗi. Ba, ba tin con đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thế nào rồi? Vẫn hôn mê bất tỉnh. Mẹ em thế nào rồi? Tâm trạng đã khá hơn rồi. Anh bảo bà ấy tối nay về nơi đi, rồi mai hẳn quay lại. Nếu không còn chuyện gì, vậy em cũng về đi. Có anh ở đây được rồi. Vũ Trạch à, giờ anh có thể xin nghỉ được không? Chúng ta đi du lịch rồi kết hôn đi. Bây giờ sao? Đợi ba em khỏi bệnh nhé.
Chúng tôi đã tiến hành thống kê và điều tra đối với tình hình cổ phiếu của các cổ đông lớn. Thông qua phân tích nguồn vốn thì phát hiện trong đó có 13% lượng vốn cổ phiếu còn cần dùng để phát triển công ty, ví dụ như tăng thêm vốn cổ phần cho các nhân viên, rơi vào khoảng 85% tiền vốn, chủ yếu là dùng để bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty mẹ, cũng như tham gia thu mua. Chỉ cần không vượt quá 30% tỷ lệ vốn dùng làm chi phí cá nhân, chúng tôi định sẽ báo cáo kết quả thống kê vừa rồi lên cho Cục Giám sát thành phố. Chủ tịch, anh thấy thế nào? Về vấn đề này, trong buổi họp lần trước đã thảo luận qua rồi. Cứ như vậy mà báo lên đi. Nói tới Cục Giám sát này, tôi nghe nói mấy ngày nay hình như bọn họ mới đưa ra một thông báo liên quan tới việc gia tăng mức độ nguy hiểm của khởi nghiệp, hỗ trợ công tác không tố tụng, không đóng băng. Văn kiện này sao tôi lại chưa thấy vậy chứ? Thông báo này chúng tôi cũng mới nhận được hôm nay. Văn kiện đâu? Trên bàn của chủ tịch. Sau này những văn kiện như vậy phải nhanh chóng trực tiếp giao cho tôi đấy. Chủ tịch à, vẫn còn hai chuyện nữa cần xử lý, anh phải ở đây mới được. Chủ tịch Phong tiên sinh, giờ chúng ta đi đâu? Bình thường anh hay ăn ở đâu? Bình thường tôi... Phong tiên sinh, nước đây. Chạy về rồi sao? Nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi theo tôi. Dạ được. Thu dọn vào đi. Chủ tịch à, uống nước không? Đại ca, tới rồi, chỉ là ở đó. Nguyên liệu tươi mới, cách chế biến cũng đặc biệt, chủ yếu là rất rẻ. Anh Vũ, khiêm tốn chút đi. Sao anh lại mang xe bỏ giữa đường vậy? Đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, như này không thấy phiền sao? Phải nâng cao tố chất lên. Không phải đâu, xe của hộ tử bị hỏng. Hỏng rồi à? Để tôi xem thử. Nào, để tôi xem. Không nổ máy được gì? Không nổ máy được à? Hộp dầu có bị làm sao đâu? Sao lại không nổ máy được? Có phải bị lỏng chỗ nào không? Đem đi sửa đi. Chứ về đi. Anh tới chỗ Lão Hoàng ấy, nhắc tên tôi sẽ được giảm giá. Cũng đâu có bớt được bao nhiêu. Có tới Lão Hoàng thì ít nhất cũng phải 300. Tôi quên mất, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là đại ca của tôi. Người ta là chủ tịch đấy nhé. Chủ tịch công ty Thượng Thị. Anh ấy rộng rãi lắm. Nó không chừng phải tay một cái. Có phải không? Đại ca cứ từ từ thôi. Đạp thử đi. Thử ư? Tôi đã nói gì nào? Mau đi ăn thôi, tôi đói rồi. Hôm nay đại ca tôi mời tất cả vào trong hết đi. Được đấy. Cảm ơn đại ca. Đi thôi, đi thôi. Là đại ca của tôi mời đấy.
Các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, muốn uống gì cũng thoải mái mà uống. Nhưng bà trước đó phải nên nói gì? Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Nào nâng ly. Xem các cậu kìa, cứ như thổ phỉ vậy. Nhận được đơn nhớ đừng quên cạn ly đấy. Không có mà. Cương tử, hôm nay có phải là anh còn một đơn không? Tôi ra ngoài xử lý chút chuyện. Đại ca à, anh, các cậu cứ uống đi, tôi sẽ quay lại ngay. Anh nhớ nhanh lên đấy. Ngồi đi, các anh cũng nhanh quá đấy chứ. Tôi bị bệnh thật mà, bệnh đâu có nhẹ. Tôi chóng mặt quá, cứ qua hết cả mắt lên. Hôm nay được nghỉ nửa buổi thôi. Nghỉ nửa buổi thôi đấy. Trung trọc, qua đây uống rượu đi. Nào nào, uống đi. Tôi cạn nhé. Bộ đồ này anh mặc cũng được quá chứ. Bộ đồ này của tôi là do công ty phát đấy. Hàng hiệu này. Uống đi. Uống nhiều vào. Đã lâu không gặp, ăn đi chứ. Cứ ăn nhiệt tình vào. Có ngày nào mà cậu ăn không nhiệt tình đâu. Phải đấy. Có ngày nào cậu không ăn nhiệt tình đâu. Nhớ ăn nhiều vào, phải không? Đại ca. Nào nào nào. Anh về rồi. Kính đại ca của tôi một ly đi. Nào nào. Đại ca. Cảm ơn đại ca nhé. Chúc đại ca ngày một đẹp trai hơn. Anh Vũ phạt một ly nào. Vậy tôi không khách sáo. Thật ngại quá. Không có sáo nữa nhé. Tìm tôi có chuyện gì sao? Ba tôi cần tới thành phố khác chữa bệnh. Tôi muốn hỏi Phong tiên sinh có được hay không? Tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ luôn ở lại Nam Châu. Cược một ván không? Hiện giờ chúng tôi đang hòa 2-2. Nếu cuộc cược đúng thì tôi sẽ đồng ý. Cá cược sao? Tới đi. Chị Kha, cược tôi thắng đi. Người có thể thắng tôi trên hòn đảo này còn chưa ra đời đâu. Tôi không cược nổi. Ba tôi thực sự bệnh rất nghiêm trọng. Hy vọng anh dơ cao đánh khẽ cho. Cô không còn sự lựa chọn khác đâu. Hai người chúng tôi, cô chọn đi. Cược xem ai thắng. Tôi cược anh thắng. Không được nhường đâu đấy. Ai nhường thì là rùa con. Anh ta thắng rồi, cô đi đi.
Cảm ơn. Cảm ơn anh. Phong tiên sinh, anh đừng để bụng nhé. Chúng ta đã nói rồi đấy, ai nhường thì là đồ rượu con. Như vậy nhé, để tôi mời anh uống rượu. Nào, lấy rượu ra đây. Chủ tịch, chào buổi sáng. Anh nhìn gì vậy? Tôi thấy anh thực sự rất đẹp trai. Những cái ổ chuột của cậu này. Tôi chỉ về đây buổi tối thôi. Vừa về liền lăn ra ngủ. Ban ngày đều ở công ty, cũng không có ở đây. Đồ Đô với Lâu Rên à, anh cũng biết sao? Trước đây tôi cũng có một cái. Đẹp đấy. Trọc à, hôm qua cậu cũng uống say sao? Phải tôi bảo cậu đưa Phong tiên sinh về rồi sao? Sao cậu để anh ấy lại ở nhà tôi? Đại ca, cái xe đó ai mà dám lái chứ? Hỏng một cái là công sức nửa đời coi như đi tông. Xe đâu? Vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vào đi. Đại ca, Phong tiên sinh, anh đang bận sao? Vậy tôi về trước, không sao cứ vào đi. Dạ, phòng xét nghiệm là kinh nghiệm, thử đường đạn là thực nghiệm. Cô nói xem cái nào thì chuẩn hơn. Chúng ta có thể đừng tranh cãi được không? Cứ cho hết số liệu thực nghiệm vào máy tính, làm 3 mẫu thử. Cái này, Phong tiên sinh. Không sao, cứ nói đi. Phong tiên sinh à, tối hôm nay tôi muốn xin nghỉ. Có chuyện gì sao? Một vị đại ca trước đây của tôi thường cáo giải, người vẫn luôn đi theo chú hai, anh có biết không? Trước đây tôi vẫn luôn đi theo anh Thương, nhưng mà sau đó anh eo nhọn mượn tôi qua vài ngày, tôi mới lấy xe cho anh. Rồi bận rộn tối ngày. Anh không biết đấy. Tại vì chiếc xe của anh đắt quá. Bình thường tôi lái xe của anh cũng nơm nớp trong lòng, chỉ sợ làm xước một cái. Vì thì tôi có bán thân cũng không đền nổi. Không muốn lái xe cho tôi nữa sao? Không phải, tôi không phải ý đó. Chủ tịch à, tối hôm qua anh Thương gọi điện tới cho tôi, nói là có chuyện gấp. Tôi nghĩ trước đây đại ca tốt với tôi như vậy, nếu như tôi không đi thì thiếu nghĩa khí quá. Hơn nữa, anh Thương trước đây rất tốt với tôi, cũng giống như anh đối với tôi bây giờ. Anh ta tìm anh có chuyện gấp gì? Cũng chưa biết. Đi đi. Cảm ơn Phong tiên sinh.
Tây Qua làm sao vậy? Tối qua tăng ca về muộn, lúc xuống tới hầm xe đang chuẩn bị lên xe thì không biết tự dưng có một người không biết ở đâu xuất hiện, dùng gậy nhằm vào phía tôi. Tôi giơ tay lên đỡ một cái thì gãy xương luôn như thế này đây. Là gãy sắt đấy. Đau tới nỗi tôi ngất tại chỗ. May mà bảo vệ chạy tới kịp thời, đưa tôi tới bệnh viện. Này đừng có đụng vào, đau lắm đấy. Anh có biết ai đã làm không? Cảnh sát cũng có tới xem camera rồi. Người đó lái mô tô, đội mũ bảo hiểm, không nhìn ra được là ai. Cảnh sát hỏi có phải tôi đắc tội với ai rồi không. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, không thể nào. Anh biết tôi là người thế nào mà. Con người của tôi rất thân thiện có đúng không? Trong nội bộ tập đoàn công ty cũng rất là khiêm tốn, mọi người đều yêu quý tôi. Suốt cuộc thì tôi đắc tội với ai vậy chứ? Có thể lắm, có thể chính là cái tên nhân viên đã bị tôi đuổi việc, chỉ là báo thù thôi. Tôi đã hạ lệnh, lên cho phòng bảo vệ tập đoàn phối hợp với công an điều tra, điều tra xem rốt cuộc người nào làm. Quyết điều tra tới cùng. Quá dã man rồi. Nhất định phải tìm ra hắn, nhất định phải điều tra. Đi vệ sinh cũng bất tiện nữa. Anh tiếp tục đi. Mẹ à, con rút cho mẹ ít tiền đây. Nhét vào vali cho mẹ rồi đấy. Nhớ mang theo tiền. Con rút tiền cho mẹ làm gì? Không cần đâu, mẹ cầm đi, cũng đâu có nặng. Con đưa mẹ nhiều tiền như vậy làm gì? Có tiền vẫn hơn. Không phải chính mẹ nói rồi sao? Con vẫn nhớ đây này. Cái con bé này, con lạc hậu rồi đấy. Thời buổi này ai còn mang tiền mặt ra đường? Một chiếc điện thoại là xong ngay. Hơn nữa mẹ còn có thẻ ngân hàng cơ mà. Mẹ, mẹ đừng nhắc điện thoại với con. Mẹ còn nhớ lần trước con bị mất điện thoại không? Trong túi không có một xu, suýt nữa phải đi ăn mày đấy. Giữ là có chút tiền mặt yên tâm hơn. Không cần đâu. Số quần áo này liệu có ít quá không nhỉ? Không ít đâu, cũng chỉ đi mấy ngày thôi. Lỡ như thay đổi thời tiết phải làm sao? Mẹ mang thêm vài bộ đi. Mẹ xem dự báo thời tiết rồi. Thời tiết mấy ngày tới rất tốt. Dự báo thời tiết bây giờ không chuẩn đâu. Lỡ như thay đổi thời tiết ba lại ngất nữa phải làm sao? Ba con ấy, ông ấy bị cao huyết áp, không đáng lo đâu. Mẹ đã mang hết thuốc của ông ấy đi rồi. Như vậy vẫn không được, vẫn nên mang thêm vài bộ đi. Cũng đâu bắt ba mẹ phải mang hết đâu. Còn có Vũ Trạch mà. Quánh quánh con đừng gây rối cho mẹ nữa. Cần mang gì mẹ tính hết cả rồi. Con mau ra ngoài đi, giải quyết chuyện của mình đi. Mau đi đi. Cái con bé này. Được. Rất đẹp đấy. Ba, mẹ, cả bệnh viện và bác sĩ bên đó con sắp xếp xong hết cả rồi. Nếu ba mẹ có vấn đề gì có thể tìm Vũ Trạch, anh ấy sẽ đi chung với hai người, yên tâm nhé. Được rồi, vừa kiểm tra sức khỏe vừa đi du lịch luôn. Sắp xếp cũng khá đấy. Ba, ba cũng bớt nóng tính đi. Đừng suốt ngày nổi nóng với mẹ của con. Ba có nổi nóng với mẹ con đâu. Chỉ là bà ấy nổi nóng với ba thôi. Ông đấy. Bà đã mang theo sách của tôi rồi chứ? Tôi quên mất, để hết trên bàn ở nhà rồi. Xem bà kìa, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần, vậy mà bà vẫn quên cho được, thật tình. Con xem, ai đang nổi nóng với ai đấy? Xem đây. Bà đấy, toàn chơi chiêu câu cá thôi. Quánh quánh à, con ở nhà một mình. Ba mẹ đi hết rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Ba mẹ chỉ đi vài ngày là về thôi. Con mau về đi, đừng làm lỡ công việc. Chúng ta phải kiểm tra vé vào trạm rồi. Ba mẹ mau đi đi. Quánh quánh, con sắp xếp công việc ở đơn vị xong nhớ qua ngay đấy. Con biết rồi, ba mẹ chú ý an toàn đấy. Còn một người em chưa ôm đấy. Chăm sóc ba mẹ em tốt nhé. Phải nhờ cả do anh rồi. Em yên tâm, có anh ở đây mà.
Bên đó anh sắp xếp xong hết rồi. Lo xong chuyện bên này thì em cũng qua đi. Ba mẹ nhìn thấy em đột nhiên xuất hiện, không biết sẽ vui tới mức nào. Đừng quên chuyến du lịch trăng mật của chúng ta. Em biết rồi, anh đi đi. Kính gửi quỹ di kỷ cùng các lãnh đạo trong hội đồng giám sát, tôi là Kha Quánh, là giảng viên học viện quản lý Đại học Nam Châu, cũng chính là người bị hại trong dự án giết người cướp của số 3 ở thành phố Nam Châu. Hôm nay tôi muốn tố cáo chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Phúc Dĩnh, Phong Thị, Phong Tiêu Thanh. Phong Tiêu Thanh, nam, năm nay 33 tuổi. Ngoài thân phận là chủ tịch công ty cổ phần Phúc Dĩnh ra, còn có một thân phận khác, một thân phận bí mật không thể cho ai biết, là hung thủ của vụ án giết người 128, cũng như vụ án giết người cướp của số 314 ở thành phố Nam Châu, Thần Thế Kiệt. Cô Kha, không có chuyện gì chứ? Không có, em đã dùng thân phận của mình để đăng ký như lời cô dặn rồi. Vậy thì tốt. Em mau về nhà đi. Mấy ngày tới nhớ đi học đầy đủ. Nếu như có người hỏi tình hình của cô thì em cứ nói là không biết. Cô Kha à, cô định đi đâu vậy? Đây là chuyện riêng của cô, em đừng hỏi. Mau về nhà đi. Cảm ơn em. Để em cất vali lên xe cho cô. Được. Ba tôi cần tới thành phố khác chữa bệnh. Anh thấy cô ta thế nào? Không phải người bình thường đâu. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.
Cửu Đồng. Bác Dặn. Nhị Điều. Chờ giúp tôi một lát nhé. Được rồi. Đánh thầy đại ca. Lục Bính. Alo, anh nói đi. Cửu Dạng. Cửu Bính. Được, anh đừng vội. Tôi sẽ đi tìm ngay. Cống. Đúng là xui xẻo. Được rồi, đừng chơi nữa. Ra ngoài tìm người thôi. Alo, xin chào, Vũ Trạch là em đây. Quánh quánh, sao em lại đổi số rồi? Vũ Trạch à, em có chút chuyện muốn nói với anh. Anh nghe cho kỹ nhé.